Nghe hỏi à, chịu động não chút xíu à, cái phần này chịu động não chút xíu ra hết à. Sát khuẩn đang diệt trong cõi nào, thời thọ quẩn từng diệt trong cõi phải chăng? À, chúng ta lấy câu mở. Sát khuẩn như thế nào? Sát khuẩn đang diệt trong cõi nào? Thời thọ quẩn từng diệt trong cõi phải chăng? Sát khuẩn đang diệt. Chúng ta thấy là cõi ngũ quẩn sát khuẩn có đang diệt không? Có không? Cõi vô tưởng sát khuẩn có đang diệt không? Cõi vô tưởng có không? Có. Cõi vô sát sát khuẩn có đang diệt không? Không. Như vậy câu mở là sát khuẩn đang diệt trong cõi, chúng ta thấy là cõi vô tưởng cõi ngũ quẩn đúng không? Phải chưa? Thì câu hỏi là thời thọ quẩn từng diệt trong cõi đó phải chăng? À, chúng ta thấy là trong cõi con tưởng này thọ quẩn từng diệt không? Tại sao không? Tại nó không có, trong cõi vô tưởng không có thọ quẩn, nó không có tứ danh quẩn đúng không? Nên thành ra là thọ quẩn từng diệt, chuyện này không có xảy ra đúng không? Như vậy là cái cõi vô tưởng này nó không có đúng không? Cõi vô tưởng, thọ quẩn có từng diệt không? Có. Này có đúng không? Để cái phần này mới đi đáp nè. Trong cõi vô tưởng sắc quẩn đang diệt nhưng thọ quẩn không từng diệt trong cõi đó. Còn trong cõi ngũ quẩn sắc quẩn đang diệt và thọ quẩn cũng đang diệt. Rõ ràng chưa? À, như vậy chúng ta lấy đây là câu gì? Đây là câu vấn gì? Câu hoàng bị. Cách trả lời là sao? Cách đáp sao? Trực tiếp hay gián tiếp? Trực tiếp, tại vì bác trước đúng không? Bác trước nhận sao là trực tiếp đúng không? À, chúng ta lấy chi bác nè. Chúng ta A là cõi, cõi vô tưởng. Cái, trong câu đáp của Đức Phật này, trong cõi vô tưởng sắc quẩn đang diệt nhưng họ quẩn không từng diệt trong cõi đó. Còn trong cõi ngũ quẩn sắc quẩn đang diệt và thọ quẩn cũng đang ngủ quên trong cõi vô tưởng, trong cõi ngũ quẩn sắc quẩn đang diệt và thọ quẩn cũng từng diệt. Như vậy B bạn là cõi ngũ quẩn. Nếu mà chúng ta ai giỏi thì cái số này là bao nhiêu đó số mấy? Mấy cái số này phải nhớ nha. 28 cõi ngũ quẩn. Đừng quen vô cho quen đi. Mấy cõi ngũ quẩn cũng được, nhưng mà sau này mai mốt gặp cái cõi ngũ quẩn không biết bao nhiêu cõi. Có mấy cõi khổ. Ông Đề Bà Đạt Đa đang ở trong cái kiếp mình làm ta là Đề Bà Đạt Đa đó, ông là người nhị nhân hay tam nhân? Tại sao tam nhân? Đắc thiền, đắc luôn thần thông, thần thần thông. À, nhưng mà qua phần quán tri đó thì ông lại là người vô phần. À, qua cái phần mà biến tri quý vị sẽ thấy là ông sẽ là cái người vô phần. Thử qua phần biến tri quý vị xem là quý vị là người vô phần hay hữu phần biết liền. À, vô phần. Cái người đó có khả năng chứng đắc đạo ở trong kiếp đó, mà trong kiếp đó không có cơ hội chứng đắc đạo, người nó trở thành vô phần.
nha. Cái người nào mà trong kiếp đó trước nát được đạo, đó là cái người hữu bần. Hiểu quý vị, người vô bần, người hữu bần. Rồi ông Đại Bà Đạt Đa sau khi mệnh chung ổng rớt xuống địa ngục, ổng là người nhị nhân hay tam nhân? Người khổ, biết chưa? Hãy rớt xuống bốn cái khổ cảnh là người khổ nha. Rồi đây là câu trả lời là có bài Hoàng Mỹ Bấn không? Thì dành bấn được trả lời là phải cách trực tiếp, phân tích trực tiếp. Hay là họ quẩn từng việc trong cõi nào? Rồi sắc quẩn đang việc trong cõi ấy phải chăng? Họ quẩn từng việc trong cõi nào? Chúng ta lấy họ ngủ từ nhiều trong cõi nào? Thứ nhất là cõi vô sắc đúng không? Hai sáu cõi vô vững đúng không? Thứ hai cõi này là họ ngủ từ nhiều là đúng không? Chúng ta trong cái cõi chúng ta cũng không là không loại trừ ra cõi ngũ tình cư, bởi vì cõi chứ không phải người trong cõi đó. Trong cõi ngũ tình cư nè, trong hai sáu cõi ngũ này chúng ta lấy luôn cõi ngũ tình cư là tại sao? Bây giờ trong cõi ngũ tình cư này có một vị thánh A-na-hàm, có những vị thánh A-na-hàm đúng không? Có một vị thánh A-na-hàm đang chết, đang chết thì có phải là họ vẫn đang nghiệp đúng không? Phải chưa? Bẵng đi một thời gian sau, bẵng đi một thời gian sau, chúng ta chỉ nói cái cõi thôi nha. Ở trong cái cõi này có phải là họ quẩn đang nhẹ một lần chưa? Thấy chưa? Bẵng quẩn đi một cái thời gian sau, năm ba kiếp trái đất gì đó. Có một vị thánh A-na-hàm sanh lên trên cõi này, được không? Được không? Được. Rồi sau đó vị thánh A-na-hàm này lại chết, thì họ quẩn cũng diệt lần thứ hai, đúng không? Cõi mà. Lần thứ nhất có việc A-na-hàm chết rồi thì thọ quẩn đã diệt rồi đúng không? Lần thứ hai có những vị thánh A-na-hàm khác chết thì thọ quẩn có diệt không? Có diệt không? Như vậy phải là thọ quẩn diệt lần thứ hai không? Như vậy phải là thọ quẩn từng diệt trong cõi tình cư không? Nhưng mà người thì khác à, người cõi thì khác à. Mà cõi thì khác, hiểu chỗ này không? Cái người đó nó từng đi đến Ấn Độ, cái người đó đi đến Ấn Độ hai lần, người đó người đó từng đến Ấn Độ đúng không? Nhưng mà có phải Ấn Độ chỉ có một người đó không hay là nhiều người? Thì cái cõi Ấn Độ, cõi giống như Ấn Độ vậy đó, có nhiều người từng đến đúng không, có nhiều người từng về, hiểu chỗ này chưa? Cái người cõi là khác, cái cõi rồi. Câu hỏi rồi, sắc quẩn đa nhiệt trong cõi đó phải chăng? Sắc quẩn đa nhiệt thì chúng ta nhìn vô đây nè, nhìn tới cái biểu thức này, cứ cố cõi vô sắc quẩn có đa nhiệt không? Không. Tại sao không? Tại không có đúng không? Cõi vô sắc cũng không có. Trong cõi vô sắc cũng có không? Nhưng sắc cũng có đa nhiệm không? Ở trên Đức Phật mà đó là
đáp rồi. Trong cõi vô sắc, nghĩa là đối với cõi vô sắc, họ họ vẫn từng diệt, nhưng sắc vẫn không đang diệt trong cõi đó. Còn trong cõi ngũ quẩn, họ quẩn từng diệt và sắc quẩn cũng đang diệt. Hiểu chưa? Nhìn lên đây mình lập ra được câu đáp. Trong cõi vô sắc hay là đối với cõi vô sắc, thì họ quẩn từng diệt nhưng sắc quẩn không đang diệt trong cõi đó. Còn trong cõi ngũ quẩn, đúng không? Thì sắc họ quẩn từng diệt và sắc quẩn cũng đang diệt. Chúng ta lấy nhiêu đó? À, tức là cũng có trong sách đúng không? B là mang sát tổng ngũ quẩn. Phải 655 không? Nghe đây con quấn cũng xuôi. Họ vẫn đang diệt trong cõi nào? Chúng ta lấy chi pháp ra lập trình. Họ vẫn đang diệt trong cõi nào? Chúng ta thấy là bốn cõi vô sắc, 26 cõi ngũ quẩn đúng không? Họ vẫn đang diệt mà. Thì tưởng vẫn từng diệt trong cõi đấy phải chăng? Trong cái cõi đó tưởng muốn từng diện không? À, có, cho nên Đức Phật là đáp phải. Phải rồi, đây là câu hậu. Để chúng ta lấy chi pháp thôi. Chi pháp là bốn cõi vô sắc đúng không? Là 26 cõi vô quẩn. Để chi pháp còn mở giống nhau. Bây giờ quấn ngược. Hay là tưởng quẩn từng diệt trong cõi nào thì họ quẩn đang diệt trong cõi phải chăng? Bây giờ con mở là họ quẩn, tưởng quẩn từng diệt trong cõi nào mà tưởng quẩn từng diệt? Trong cõi vô sắc và cõi ngũ quẩn đúng không? Thì trong cõi vô sắc, cõi ngũ quẩn, họ quẩn có đang diệt không? Có không? Không có ngày nào không có người chết. Ở trong cõi ngũ quẩn này, hay trong cõi ngũ quẩn, hay trong cõi vô sắc, không có ngày nào mà không có người chết hết. Thì là có người chết là có cái đang diệt đúng không? Có hiểu gì không? À, cho nên Đức Phật ngài đáp là phải rồi. Chúng ta thấy cái quyển luận này nó mở tưởng vẫn tâm diệt không phải nào. Chúng ta thấy chi pháp đây là bốn cõi vô sắc đúng không? Và 26 cõi ngũ quẩn. Câu hỏi là thì họ quẩn đang diệt trong cõi đó phải không? Đúng rồi, đáp phải. Trong cõi này họ quẩn đang diệt cõi này rồi, cho nên đáp anh đây câu hậu. Một vấn chi pháp là như trên bảng đúng không? Rồi ở đây chúng ta dứt phần cõi dễ không? Dễ. Chịu khó lập trình thôi xong rồi cũng không quá khó đúng.
Nhưng mà tại vì quên thôi chứ không phải khó đúng không? Tại vì con quên thôi, lâu quá con quên thôi. Tại vì dịch Covid nên con quên chứ không phải khó. À, chúng ta qua phần thứ ba. Phần người và cõi. Này phần quan trọng, lưu ý. Trong phần người và cõi, lưu ý dùng cho năm cõi tình cư. Nha, năm cõi tình cư. Tại vì cái phần chúng ta đây đang có phần vị lai nè, có phần quá khứ là từng diện. Tại đây chúng ta học quán đi cho quen. Sắc quẩn đang diệt với người nào trong cõi nào. Đây có cái trong cõi hơi cần phải động não chút. Sắc quẩn đang diệt với người nào trong cõi nào, thời thọ quẩn từng diệt với người ấy trong cõi phải chăng? À, bây giờ chúng ta sẽ lấy câu mở. Với người cõi nào, cái sắc quẩn đang diệt tức là cái người đang chết đúng không? Người đang chết là sắc quẩn đang diệt đúng không? Có phải người đang chết sắc quẩn đang diệt không? Phải không? Đặc lắm. Chứ hỏi người đang chết, cái người mà đang chết thì cõi vô sắc, sắc quẩn đang diệt không? Không, tại sao nói phải rồi? Cái sắc quẩn đang diệt mình là tới người đang chết phải không? Chứ người đang chết trong cõi ngũ quẩn vậy cõi nào mới được? Chứ người đang chết thì phải rồi, bị hố liền đúng không? Người đang chết cõi vô sắc, sắc quẩn nó ra đâu đâu có gì. Bây giờ sắc quẩn đang diệt với người nào trong cõi nào, chúng ta sẽ cái người nào trong cõi nhà nào mà sắc quẩn đang diệt đây. Thứ nhất là người ngũ quẩn đúng không, cõi ngũ quẩn đúng không, rồi người vô tưởng, cõi vô tưởng đúng chưa, phải chưa? Người đang chết đang diệt mà trong 26 cõi ngũ quẩn, rồi người đang chết trong cõi vô tưởng. Những người này phải là sắc quẩn đang diệt không? Phải không? À, bây giờ chúng ta coi đi câu hỏi. Thời thọ quẩn tâm diệt với người ấy trong cõi phải chăng? Cái người đang chết trong cõi vô tưởng đó, thọ quẩn có tâm diệt không? Có không? Quẩn quẩn nè, trong này nó chia làm hai nhánh đúng không? Năm cõi tương cư và 26 hơn 20 mốt cõi của quẩn thường. Năm cõi tương cư là cõi của quẩn đặc biệt, do đó dành cho bậc thánh mà thôi. Nha.
còn bốn cõi khổ, bốn cõi khổ á cũng là cõi ngũ uẩn đặc biệt chỉ dành cho ai. Bốn cõi khổ á cũng là cõi đặc biệt, cũng uẩn đặc biệt dành cho ai, dành cho người khổ không? Có nhiều người đó, có ai muốn xuống cõi đó không ta? Vậy mà có nhiều người muốn nha, có nhiều người muốn á chứ không phải không đâu. Ở nguyện kiếp sau chim là liền cánh, cây liền cánh chim liền cành đúng không? Chim liền cánh, cây liền cành gì đó đúng không? Rồi kiếp sau làm chim để liền cánh có phải là rơi cõi khổ không? Có phải không? À, làm phước ước nguyện kiếp sau mình làm chim liền cánh với nhau, trời cái nó chết. Phước đâu mà rớt xuống đó. Có nghe mấy cái đó, mấy giai thoại đó không? Có không? À, học để biết, để mà tránh, cũng mà né. Rồi. Trong cái cõi tịnh cư này nè. Trong cõi tịnh cư này. Người đang chết trong cõi tịnh cư này. Sắc vẫn đang diệt đúng không? Mà thọ cũng có từng diệt không? Không, không đúng không? Cho nên Đức Phật thì lấy hai cái viên này bác bỏ ở câu đầu này. Đối với những vị, đối với những người đang viên tịch niết bàn trong cõi tịnh cư và người đang chết trong cõi vô tưởng, sắc quẩn đang diệt nhưng thọ quẩn không từng diệt với những người ấy trong cõi ấy. Rồi Đức Phật ngài lấy cái phần còn lại này đúng không? Đáp chấp nhận. Còn đối với người đang chết trong cõi ngũ uẩn ngoài cõi tịnh cư, sắc uẩn đang diệt và thọ uẩn cũng từng diệt. Đây là câu gì? Câu Hoàng Bị Vấn, cách đáp là trực tiếp đúng không? Phân tích trực tiếp. À, chúng ta từ chỗ đó, chúng ta lấy chi pháp rõ ràng quá rồi. Chi pháp à, con bác đó. Đối với những người đang viên tịch trong cõi tịnh cư này, người đang viên tịch trong cõi tịnh cư, thứ nhất là Phật A La Hán đang viên tịch đúng không? Câu năm cõi tịnh cư đây gọi là nó gọi là viên tịch trực tiếp. Rồi Phật A La Hán đang chết trong bốn cõi tịnh cư. Trừ cõi sắc cánh. Đây gọi là viên tịch gián tiếp. Mà chắc chắn ổng phải viên tịch ở tương lai thôi. Chắc chắn không chạy đâu được hết trơn, nhưng mà chậm thôi. Còn vậy A-la-hán viên tịch đó là trực tiếp, là nói thẳng luôn, nói ngay đó luôn. Còn bậc A-na-hàm á là gián tiếp mà sao, bởi chắc chắn là không phải viên tịch ở trong cõi đó thôi, nhưng bây giờ chưa, chậm lại thôi. Hiểu chỗ này không? Rồi thứ ba nữa là người đang chết trong cõi vô tưởng đúng không? Người đạo công nhân hay là người vô tưởng. À, quên, xin lỗi. Hai cái này gom lại là với năm cõi tịnh cư đúng không? Thấy người vào cõi mà. Rồi người vô tưởng, người đang chết trong cõi vô tưởng với cõi vô tưởng. Nó là toàn
Phật là bác bỏ trước để ngài chấp nhận sao. Còn đối với những người đang chết trong cõi ngũ uẩn ngoài cõi tịnh cư thì sắc uẩn đang diệt và thọ uẩn cũng từng diệt, đúng không? Nghĩa là người mà đang chết trong cõi ngũ uẩn người nào có bốn mà, đúng không? Bốn thánh quả đang chết trong bao nhiêu cõi, với 21 cõi ngũ uẩn dễ không? Lập định ra thôi thấy thấy rõ liền không? Đâu có quá khó đâu. Cái nào những vị rối não á, chính là cái đuôi đó, cái đuôi đó. À, ngay tại sát na diệt của bao nhiêu tâm đó, cái đó một cái đó rối não. Nhưng mà cái không cái đó không được. Cho nên phải phục lòng mấy cái đó. Bởi vì chúng ta đang tính trong cái thời sát na mà. Cái người đó trong cõi đó không? Không. Cho nên đó, cái người trong 21 cõi ngũ uẩn thì thọ uẩn từng diệt. Nhưng mà trừ năm cõi tình cư ra, đúng không? Có phải vậy không? Để cho nên chúng ta sẽ lấy cái người đang sinh trong 4 cõi vô sắc và 21 cõi ngũ uẩn, đúng không? À, người đang chết. Trong 4 cõi vô sắc. Cái người mà đang chết trong bốn cõi vô sát á, người đó cái thọ uẩn có, thọ uẩn có từng diệt không? Có không? Có. Người đang chết trong 21 cõi vô uẩn cái người đang chết trong 21 cõi ngũ uẩn cái thọ uẩn cũng từng diệt rồi, đúng chưa? À bây giờ chúng ta thấy câu hỏi nè, sắc uẩn đang diệt với người đấy
mà chị. Người cõi mà sắc quẩn đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? Thì chúng ta nhìn cái biểu thức của mình. Người đang sinh trong bốn cõi vô sắc. Sắc quẩn có đang diệt không? Người đang sinh trong 24 trong cõi vô sắc. Sắc quẩn có đang diệt không? Không không. Người đang chết trong bốn cõi vô sắc. Sắc quẩn có đang diệt không? Không không. Người đang chết trong 28 quẩn từng diệt phải không? Mà sắc quẩn cũng đang đại diệt đúng không? Trên cái phần này lấy hai cái này lên lại là trong cõi vô sắc. Nhưng mà những bài trước tôi nói rồi, trong cõi vô sắc là tính luôn cái sinh, là gái, cái tử đúng không? Về cho nên đối với những người đang sinh trong cõi ngũ uẩn và người trong cõi vô sắc, họ uẩn từng diệt nhưng sắc uẩn không đang diệt với những người ấy trong cõi ấy. Còn đối với những người đang chết trong cõi ngũ uẩn, họ quẩn từng diệt và sắc quẩn cũng đang diệt. Đây là câu gì? Câu Hoàng Biểu Vấn cách đáp là trực tiếp đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta lấy chìa khóa. À bạn, mấy bác hỏi này. Là người trong cõi vô sắc tức là người đang sinh trong cõi ngũ uẩn trước đi. Thì chúng ta thấy là bốn phạm ba tánh của Phật đang sinh không 21 cõi ngũ uẩn với 21 cõi ngũ uẩn. Rồi mà tâm nhân ba tánh phù hợp an sinh trong bốn cõi vô sắc, làm tâm nhân bốn tánh này bốn tánh quả hy sinh thì chỉ có ba tánh phù hợp mà thôi. Nhưng mà khi chết thì tính luôn vậy a la hán vô đúng không? Tính là bốn thánh quả đang chết. Trong bốn cõi vô sắc. Hai này gặp lại là với bốn cõi vô sắc. Ok. Còn đối với những người đang chết trong cõi ngũ uẩn, họ uẩn từng sanh và sắc uẩn cũng đang gì? Đang diệt. Đối với người đang chết trong cõi ngũ uẩn, người có bốn phạm, bốn thánh quả đang chết trong 21 cõi ngũ uẩn với 21 cõi ngũ uẩn xong. Dễ không? Lập trình ra được thì trả lời được rồi. Dễ hay không? Dạ, hiểu hay không? À, cũng được rồi, cũng đạt yêu cầu rồi. Cũng được 5 điểm rồi phải không? Mình nhớ hay không? À, không nhớ. Không nhớ. Rồi, chúng ta qua
Ủa, sao hết rồi, hết kêu rồi. Đâu tắt, đâu tắt. Tắt mà dưới có nghe không? Nãy giờ nói không có micro dưới có nghe không? Nghe tiếng dữ vậy rồi, lớn dữ vậy ta. Lớn không? Đây là bữa đầu tiên nó vậy á. Rồi. Vẫn chơi. Đúng rồi, vẫn chơi. Mở hai đầu góc cũng đúng màu. Họ vẫn đang việc với người nào trong cõi nào? Từng việc đó phải, nhưng cái vế sau đó, cái từng việc đó chúng ta mới tính tới. Câu hỏi là thì hữu vẫn từng việc với người ấy còn không phải bên đây. Cái người mà đang chết trong khỏi vô sắc vẫn đang diệt rồi đúng không? Tưởng muốn có từng diệt không? Cái người đang chết trong cõi vô sắc á thì là sắc vẫn đang ở quên, họ vẫn đang diệt đúng không? Tưởng muốn có từng diệt không? Có. Để yên đúng không? Nè. Bây giờ người đang chết trong hai sắc vẫn trong đây trong sắc vẫn thì chúng ta có là 21 vẫn được. Và năm cõi tuần cư đúng không? Thấy chưa? Trong năm cõi tuần cư này vẫn cũng có từng việc cái người đó ở trong cõi đó không? Không, cho nên cứ thật là lấy cái chỗ này ra đáp họ. Chỗ này cũng có đúng không? Trong 21 cõi là trong 20 người đang chết trong 21 cõi thường, 21 cõi quân thường đó thì tưởng cũng có từng việc không? Có không? Có. Mà cái người mà đang chết trong năm cõi tình cư á, tưởng cũng có từng việc không? Không, cho nên họ thường lấy cái bỏ. Đối với những người đang viên tịch niết bàn trong cõi tình cư, họ vẫn đang việc nhưng tưởng vẫn không từng việc với những người ấy trong cõi ấy. Rồi đúng không? Ngài lấy hai phương pháp mà đã chấp nhận. Còn đối với người đang chết trong bốn cõi, trong cõi vô sắc và trong cõi ngũ uẩn trừ cõi tịnh cư hay ngoài cõi tịnh cư, họ vẫn đang diệt và tưởng uẩn cũng từng diệt. Nói chưa? Thì lập được rồi, chúng ta nói được cái câu trả lời rồi không? Thì chúng ta lấy gì pháp thôi. Đối với người đang viên tịch trong cõi tịnh cư thì chúng ta có là bậc A La Hán. Đang viên tịch trong năm cõi tịnh cư, tức là nói về đây là cái là viên tịch trực tiếp đúng không? Hiểu không? Đang chết á, chỉ thẳng luôn, đang chết á. Rồi bậc A La Hán đang chết
khỏi cùng cư. Các trực tiếp gián tiếp nãy sư đã giảng rồi đúng không? Dạ hiểu không? Với kỳ hiểu không? À. Có hiểu không? Với có hiểu không? Gật gật có hiểu không á? À, thì gật gật phải hiểu rồi nha. Lâu lâu chưa hỏi lại rồi. À. Rồi B. Còn lại là B. Là câu đáp chắc sự. Là. Còn đối với người đang chết trong cõi ngũ uẩn ngoài cõi tịnh cư, họ uẩn than diệt và sắc uẩn cũng tự quên, tử uẩn cũng tự diệt. Thì chúng ta có bốn phạm, bốn thánh tu học, bốn thánh quả đang chết không 21 cõi uẩn với 21 cõi uẩn. Đây là câu Hoàng bị vấn, cách đáp là phân tích trực tiếp đúng không? Quý vị chịu lưu ý rồi, thấy không quá khó đúng không quý vị? Nếu mà lập được, lập tình được cái đó rồi thì trả lời được. Sao? À đúng rồi, đối với người đang chết trong cõi vô sắc và cõi ngũ uẩn đúng không? Cõi vô sắc thì chúng ta sẽ có là phạm tâm nhân, bốn thánh quả đang chết trong bốn cõi vô sắc với bốn cõi vô sắc. Xong. Nè không kêu nè, mở lên không kêu à. Vậy chắc hết pin. Không phải pin. Rồi. Bây giờ là lúc nó có lúc nó không, lúc nó chạy lúc nó giống như đồng hồ thụy sĩ vậy, chạy vừa nghỉ vậy. Đồng hồ tốt á. Không được. Người nào trong cõi nào mà tưởng quẩn từng diệt, chúng ta thấy là cái người mà đang sinh tưởng quẩn cái từng diệt không? Có không? Mà đang sinh trong cõi nào mà tưởng quẩn từng diệt? Cõi vô sắc và cõi ngũ quẩn trừ tịnh cư đúng không? Trong cõi từng người, trong cõi từng cư thì năm quẩn không từng diệt đúng không? À, chúng ta thấy là người đang sinh
không khỏi luôn sắc đúng không? Ai mới khỏi luôn vững người đang chết không khỏi luôn sắc. Rồi, trong đang chết trong 21 cõi của Vũ. Cái người mà đang chết trong cõi vô sắc, tưởng Vũ có từng việc không? Người đang sinh trong cõi vô sắc, tưởng Vũ có từng việc không? Người đang chết trong cõi vô sắc, tưởng Vũ có từng việc không? Người đang chết trong cõi vô sắc, tưởng Vũ có từng việc không? Sao không? Thì có. Rồi người đang chết trong cọ 21 cõi ngũ uẩn, tưởng uẩn có từng việc không? Thì vậy chúng ta lập hai điều thức này tình hình đúng chưa? Thấy đúng chưa? Bây giờ câu hỏi thì họ uẩn đang diệt với người ấy trong bảy cái đen. Mình chúng ta nhìn đây có thấy rõ ràng cái người đang sinh, người đang sinh á, à thì họ vẫn đang diệt không? Có không? À, nên số phận là lấy cái chi pháp này bác bỏ không có đúng không? Đối với người đang sinh trong cõi ngũ uẩn, cõi vô sắc, muốn nói cái nào đối với người đang sinh trong cõi vô sắc, cõi ngũ uẩn thì tưởng quẩn từng diệt, nhưng họ quẩn không đang diệt với những người ấy trong cõi ấy. Rồi lúc bạn này lấy chi pháp ra lát chấp nhận những người đang chết nè, người đang chết trong cõi vô sắc với cõi ngũ quẩn thì tưởng quẩn từng diệt và họ quẩn cũng đang diệt đúng không? Cho nên lúc bạn này đáp chấp nhận rằng còn đối với những người đang chết trong cõi vô sắc, cõi ngũ uẩn, tưởng uẩn từng diệt và họ uẩn cũng đang diệt đúng không? Vậy chúng ta lấy chi pháp trước tiên chúng ta xác định đây là câu hỏi câu gì? Hàng bị bấn đúng không? Cách đáp là kết luận phân tích trực tiếp đúng không? Rồi ta chi pháp à đối với người đang sinh trong cõi vô sắc, cõi đối người đang sinh cõi vô sắc thì chúng ta có là phạm tam nhân đúng không? Ta thánh tu học đang sinh trong bốn cõi vô sắc với bốn cõi vô sắc. Rồi, những người đang sinh trong cõi 21 cõi ngũ uẩn thì chúng ta có là gì? Bốn phạm, bốn kết quả. Phải không? Phải không? Không phải chỗ nào? Đang sinh không có cao tướng chúng ta một ai là án nghe nha. Ba thánh phụ học đang sinh trong 21 cõi ngũ uẩn với 21 cõi ngũ uẩn rồi b bạn. Còn những người đang chết trong cõi vô sắc là trong cõi ngũ uẩn, tưởng quẩn từng diệt và sắc quẩn ở bên và thọ quẩn cũng đang diệt. Chúng ta thấy là trong cõi vô sắc chúng ta có phạm tam nhân, bây giờ đang chết thì chúng ta mới tính là bốn kết quả đúng không? Đang chết trong bốn cõi vô sắc
với bốn cõi trên đất. Rồi cái gì? Cái gì không? Cái gì thắc mắc không? Rồi tiếp theo, cái người đang chết bởi 24 cõi luân hồi đang có bốn phạm, bốn thánh quả đang chết không? 21 cõi luân hồi với 21 cõi luân hồi đây là câu hoàng biện vấn. Cách trả lời là kết luận phân tích trực tiếp. Rồi, thế là xong bài. Bữa nay quý vị học giỏi ghê, học hơi 3 bài liên tục. Quá giỏi. Có hiểu không? Lập được trình ra là mình trả lời được, mình nghĩ thôi, cái gì đâu, giờ hồi hướng đi. Ủa sắp giờ thì mình nghỉ rồi. Ủa bữa nay không có đặt bát nữa ta. Đâu không thấy nghe kinh Tam Bảo thôi. Akasasa jumma lai vanai rani ya. Rahan sasai akasasa. Nayame tika bunye no mo ran jera rahan jumma waro. Jumma lai vanai rani ya. Anu orang jera rahan jera yo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.